Bây giờ là chương trình mổ tiếp một con lợn nữa, thì cái cảnh quay này nó khá là nhạy cảm nên mình sẽ không quay cái cảnh chọc chọc tiết đâu nha các bạn nhé. Đây là con thứ ba nhá của ngày thứ hai. Quê mình thì lợn nuôi được nên là sẵn lắm nên là cứ mổ thoải mái thôi. Bà con dân bản ăn được bao nhiêu thì mổ bấy nhiêu, không phải nghĩ ngợi gì cả. Bây giờ là buổi sáng đầu tiên cô dâu mới về nhà chồng các bạn nhá. Thì theo tập tục của người La Chí chúng mình thì làm sáng đầu tiên người con gái về nhà chồng làng dâu mới ấy, thì là sẽ có nhiệm vụ là đun nước nóng để cho toàn thể gia đình rửa mặt các bạn nhá. Một cái phong tục tập tục rất là hay. Đây, anh em mình đang vừa ngủ dậy đây thì là được cháu dâu đun nước nóng cho rửa mặt ngay. Rất là tuyệt vời. Trước tiên thì là các cụ già được rửa trước, sau đó là đến tốp thanh niên thì được rửa sau. Rất là hay. Nhà anh em thì rất là đông nha. Nguyên là đun khoảng tầm mấy nồi quân dụng thì mới đủ nước cho cả nhà rửa. Khi mà cháu dâu lấy nước rửa mặt cho toàn thể mọi người trong gia đình thì là mọi người có thể là tùy tâm, có thể cho cháu dâu một vài đồng gọi là lấy may ấy các bạn. Lấy may khi là người dâu mới về nhà chồng ấy. Đấy. Rất là hay. Mát không anh? Đảm bảo đấy. Cô dâu, cháu dâu mình đây, phải để đun nước nóng nha, sau rửa nha. Rất là hay. Phong tục cực kỳ là tuyệt vời. Rồi, đây là thầy Mo hôm nay sẽ cúng tổ tiên hộ gia đình mình với lại cho cháu dâu nhá. Thì lễ cúng thì bắt buộc đầu tiên là phải có cái sừng trâu kia, có da trâu, củ gừng, thịt lợn, cá nhá, ba sỏng, mỗi sỏng một ít cá, chuột, một con chuột nữa. Thì lễ cúng nó mới đầy đủ được các bạn nhé. Xếp lần lượt lên nhau. Đến cá đúng không? Cá. Thế bây giờ là đoàn nhà gái đang sang bên nhà mình đấy nhá. Nhà mình nhà trai. Rồi, hai chị em ấy. Thì bây giờ là đã đến giờ khách khứa đến rồi. Lạc lạc bắt đầu các anh các chị mặc những bộ trang phục vô cùng đẹp truyền thống của người đồng bào La Chí đã có mặt ở tại nhà mình để dự bữa cơm thân mật mừng cho hai cháu nhá. Có một điều khá là lạ thì là ở đây họ không ghi phong bì mà chỉ đưa tiền mặt thôi. Sau đó là gia đình cử một vài đại diện để bắt đầu là ghi trực tiếp rồi các bạn ạ. Chứ không có phong bì, không có hòm phiếu đâu nhé. Rất là hay. Chín lá mưa vừa ngắm một chín lá rồi. À. Ở trắng à? À kha. Ở trắng rồi. Cứ ba lên nào, cứ ba lên nó chua. Cứ như vậy. Lúc cho thanh niên cứng thế mà cái nào? Cán bùi. Anh nhìn bên đây này. Cứ nhìn bên lưới đó. Thanh. Bước bỏ làm cầu nó mới lo qua tới lấy chèn nước cái kia luôn. Làm đâu? Làm cầu cầu. Mà mày. Cô khóc luôn. Cái mà cái lao tinh tăng luôn mà quay. Về nhìn nhà rồi đi. Còn chỗ đi.
Món thịt nướng nhìn khá là hấp dẫn nha các bạn ơi. Món này ướp cầu kỳ không anh? Có. Mình cho những cái gì vào? Cho vị riêng. Riêng mẻ đúng không? Vâng. Riêng mẻ nghệ. Này rất để ký hiệu ngâm hôm qua bây giờ riêng. Thế không khí buổi sáng nay khá là tấp lập, mọi người đều hầu hết đang làm việc rất là khẩn trương để cho cái bữa tiệc lúc khoảng tầm 11 giờ trưa nay mời khách đến để đãi cơm tiệc cưới nhé các bạn nhé. Đây, mọi người chuẩn bị xong khá nhiều món rồi đây. Thịt lợn thì hai con lợn nuôi 2 năm vẫn còn đang treo ở đây. Đây là cái phần thịt là sau khi ăn cưới xong thì là gia chủ sẽ chia cho anh em trong nhà nhá. Mỗi người sẽ được một miếng thịt này, buộc riêng từng túi một đây. Cũng là một cái phong tục rất là đặc trưng của người đồng bào La Chí ở Hà Giang mình nha các bạn nhé. Mỗi một gia đình sẽ được một túi như thế này, khoảng đâu đấy khoảng tầm 5-7 lạng một cân gì đấy. Đây chỉ là cây ông làm cái kia này mấy khổ. Thì cô dâu và chú rể cùng phù dâu phù rể đang làm cái lễ gọi là nhập gia tiên nha các bạn nhá. Thầy mo đang cúng, chú rể là bên ngoài bên này, cô dâu ở bên kia, giữa là phù dâu phù rể các bạn nhé. Phong tục thực ra là của dân tộc mình, nhưng mình cũng cảm thấy rất là lạ lùng bởi vì đây là lần đầu tiên mình được dự cái đám cưới của người dân tộc La Chí ở tại Hà Giang. Xong hết rồi. Chăn chiếu cho bà hết rồi. Bây giờ còn việc gì nữa chị? Hết rồi, bây giờ coi như là xong việc ở bên ngoại rồi. Vâng. Bây giờ bên ngoài chỉ cầm nâng cái chén lên để uống rượu thôi. Vâng. Sau khi giao được chăn chiếu cho cô dâu chú rể ở trong này, của đấy là quà của nhà gái ấy, thì là bây giờ phong tục tiếp theo là bên nhà trai và nhà gái sẽ cùng ngồi lại với nhau uống chén rượu để thắm thêm cái tình đoàn kết giữa hai gia đình, từ nay đã trở thành một. Bây giờ thì khách khứa của nhà mình trong cái bản này đã đến đông đủ các bạn nhé. Thì tổng là nhà mình mời được khoảng 20 mâm. Khách khứa đông đủ ngồi hết rồi. Tất cả mọi người đều mặc áo truyền thống của người dân tộc La Chí nhé. Các bạn nhìn thấy trang phục có đẹp không ạ? Thì có một cái điều theo mình là vô cùng đặc biệt. Đấy là hiện tại bây giờ đang là khoảng tầm 12 giờ trưa các bạn nhá. Nhưng mà khách khứa ở đây thì nguyên người bản mình thôi. Vì vậy mà họ có thể là ăn khá là muộn luôn. Có thể ăn đến chiều luôn. Ai thích về trước thì về, mà ai thích ngồi thêm vui cùng gia đình nữa thì cứ ngồi, có thể đến chiều hoặc đến tối luôn chia vui cùng gia đình tại đây như thế này các bạn nhé. Chứ cũng không vội vàng gì hay là ăn xong là phải về ngay, mà cứ ăn đến bao giờ chán thì thôi thì mới về. Rất là vui, một cái nét văn hóa khá là đặc biệt. Bây giờ ấy
Bây giờ đã khoảng tầm 2 giờ chiều rồi nhưng mà dường như buổi tiệc đang càng ngày càng vui hơn. À, mọi người cũng chưa ai đứng dậy đâu, mọi người đang uống nhiều rượu hơn và ăn nhiều miếng thịt to hơn, rất là vui. Lần đầu tiên mình chứng kiến một cái đám cưới vui đến vậy, cực kỳ mộc mạc nhưng mà cực kỳ vui các bạn ạ. Đám cưới quê mình nhá, bản Díu Xí Mần Hà Giang nhé các bạn nhá. Tớ bà hà bà theo chín nhờ luôn ơi. Bự lơ à hà bảy mà chín mang nó. Cho nó không nát nữa không nào. Một trải nghiệm rất là vui, mình được hai chị gái của mình Hà vừa hát và vừa mời rượu mình, rất là tuyệt vời ạ. Đến bây giờ thì anh em mình phải về mất rồi. Sau 4 ngày liên tục đám cưới, đêm nay ngày thứ 4 này, còn ngày mai nữa, một ngày nữa cơ. Thì là cái phong tục quê mình cưới bên nhà trai là phải 5 ngày cơ. Sự chia tay nào thì cũng biện diện và rất là tiếc nuối. Mọi người đứng hết lên cả đây để tiễn anh em mình đây. Mọi người không muốn cho về đâu, đây này. Đấy, ai cũng giữ lại ở thêm nữa nhưng mà công việc thì biết làm thế nào được, lại phải về dưới nhà thôi. Chào nhá. Chào nhá. Chào em bé nhá. Hẹn gặp lại một ngày gần nhất nhá. Vậy em quên luôn rồi. Chụp đứa bé cần đeo bao giờ nhỉ? Đứa này mới. Ui, xinh ghê. Tạm biệt em bé nha. Mọi người đứng hết cả lên chào đây này. Chia tay rất là buồn. Không muốn đi nữa. Ai cũng quyến luyến hết cả. Tụi trẻ con cũng đưa lên đây này.